Xin chào các bạn đã quay trở lại với DETVN Duolingo English Test Việt Nam. Đây là một trích đoạn trong chương trình hướng dẫn luyện thi của cô Quỳnh thông qua một trang web của riêng của cô các bạn ha. Thì trong phần này cô Quỳnh sẽ so sánh điểm Duolingo English Test với hệ thống đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh CEFR, có nghĩa là Common European Framework of Reference. Thì trong đây các bạn sẽ thấy được rằng là ở cấp độ 6 cấp độ của CEFR từ A1, A2 rồi B1, B2, C1, C2 nó sẽ tương ứng với từng cấp độ điểm của Duolingo English Test. Từ đó chúng ta sẽ có được cái sự thấu hiểu coi là nếu như chúng ta được bao nhiêu đó điểm của Duo thì chúng ta sẽ tương ứng với cái năng lực sử dụng ngôn ngữ như thế nào nha các bạn. Và khi hiểu được điều đó thì chúng ta có thể lựa chọn những cái từ ngữ sử dụng để giúp chúng ta ghi điểm được thật là cao trong năng lực, trong khả năng của chúng ta các bạn nha. Các bạn cùng theo dõi tiếp theo sau đây phần của Quỳnh chia sẻ trong một phần trích đoạn thôi nha. Đây là một phần trích đoạn của một cái chương trình của Quỳnh đang giảng dạy. Cảm ơn các bạn. Đây là 7 tiêu chí chấm điểm của DET. Thứ nhất đó là ngữ pháp đúng. Thứ hai là mức độ phức tạp của ngữ pháp đến mức độ như thế nào. Thì dĩ nhiên chúng ta có sự phức tạp của ngữ pháp càng cao thì chúng ta sẽ được nhiều điểm thôi ha. Cấp độ từ vựng các bạn đang sử dụng như thế nào. Ít nhất nếu như các bạn muốn có khoảng 80-90 điểm thì ít nhất các bạn phải có cấp độ từ vựng là level B1, level B1 trở lên nha. Từ vựng phải thật là đa dạng nữa nha. Rồi tiếp theo nữa là các bạn phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, và cái sự thành thạo trong vấn đề trả lời câu hỏi của các bạn thông qua độ dài của bài viết hay độ dài của cái lời nói của mình đối với bài viết, và cụ thể trong đây là bài mô tả hình ảnh nha các bạn ha. Và cuối cùng đó là mới chấm tới cái phát âm, ngữ điệu và tốc độ của các bạn khi các bạn nói đối với lại cái dạng là speak about a photo. Thì chúng ta ghi nhớ những điều này nha. Thì cô Quỳnh có tóm tắt lại một cách ngắn gọn, đó là 5 yếu tố để giúp chúng ta ghi điểm được trong một bài thi. Cụ thể đây là bài thi viết về hình ảnh hoặc là nói về một cái hình ảnh nào đó. Đó là chúng ta sẽ dùng ngữ pháp thật là chính xác. Thứ hai nữa là dùng cấu trúc câu phức tạp. Thứ ba là dùng từ vựng rất là đa dạng, và viết càng nhiều càng tốt, làm sao mỗi câu trả lời cũng đã càng dài càng tốt như các bạn. Và cuối cùng là chúng ta phải tập trung vào trong cái chủ đề chính của bài. Rồi. Vậy thì các bạn sẽ thấy ha, trong quá trình luyện thi của cô với một số bạn ở chương trình luyện thi 1-1 thì cô phát hiện ra rằng là có rất nhiều bạn chọn Duolingo English Test là một cái bài đánh giá năng lực tiếng Anh để giúp cho các bạn có được một cái số điểm như ý để các bạn có thể apply, nhận scholarship, nhận học bổng, hoặc là apply vào những cái trường đại học khá là nổi tiếng ở những cái đất nước mà các bạn đang hướng tới như Mỹ, Canada, Úc. Thì các bạn thường có nhu cầu là ghi điểm trên 100 điểm. Thực tế thì cái cấp độ đại học á, university ha, tức là sau khi các bạn tốt nghiệp 12 xong thì phần lớn các trường tại nước ngoài họ cũng yêu cầu các bạn phải đạt ít nhất tối thiểu là 100 điểm. Thì các bạn có đặt ra một cái nghi vấn rằng là các bạn muốn có điểm thi DET trên 100 điểm thì nó sẽ cần cái lộ trình như thế nào, luyện thi ra sao, thì các bạn thường hỏi cô như vậy. Và thường thì cô sẽ nói như thế này nè, 100 điểm, trên 100 điểm thì có một cái phần năng lực, đó là năng lực many words này, có nghĩa là khả năng đánh máy của các bạn tới đâu ha. Thì các bạn cần phải trau dồi rèn luyện thêm khả năng đánh máy của mình một cách chuẩn xác và nhanh chóng nhất nha. Ngoài ra thì trong cái bài thi DET này thì cô có một giải pháp dành cho các bạn. Dĩ nhiên các bạn cũng phải luyện đánh máy thật là nhiều với các bạn, bởi vì yếu tố đánh máy là một trong những yếu tố rất là quan trọng để đánh giá cái sự thành thạo tiếng Anh của mình nữa các bạn ha. Thì cô có một cái giải pháp nữa, đó chính là cô tập trung vào vấn đề là grammar accuracy, complex sentence và vocabulary cho các bạn. Thì trong vocabulary mình hiểu rằng là đối với lại cái cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 như vậy thì mình càng lựa chọn cấp độ từ vựng cao thì khả năng ghi điểm của mình càng cao. Vậy thì chúng ta cần phải đi tìm hiểu vậy thì cấp độ từ vựng thành thạo là như thế nào các bạn ha. Thì đây chính là bảng so sánh điểm của Duolingo với CEFR ha. Thì ở đây CEFR viết tắt của Common European Framework of Reference. Thì đây là một trong những cái tiêu chí đánh giá về năng lực sử dụng tiếng Anh phổ biến và được gọi là tin dùng khắp toàn cầu. Thì ở đây mình sẽ thấy nha, nếu như chúng ta ở trình độ C2, có nghĩa là cấp độ cao nhất các bạn ha, nó tầm thấp ở dưới đây không có phải là nó thấp đâu, nhưng các bạn nó là cấp độ cao nhất á, là tương ứng với lại Duolingo là 155 đến 160 điểm. Nếu như các bạn đạt được điểm C2 và dùng các vốn từ, ngôn từ ở C2 và được đánh giá là C2 thì có nghĩa rằng là Với Duolingo English Test, các bạn sẽ được từ 155 đến 160 điểm, tương ứng với IELTS là 9 chấm các bạn ha, là 9 chấm. Vậy C2 là như thế nào? Là mức độ thành thạo, có thể hiểu trọn vẹn tất cả các thể loại văn bản, có thể tóm tắt thông tin từ những nguồn nội dung nói và viết khác nhau, sắp xếp lại các lập luận và trình bày một cách mạch lạc nhất, có thể diễn đạt một cách tự nhiên, rất trôi chảy, chính xác, phân biệt các sắc thái ý nghĩa tinh tế ngay cả trong những tình huống phức tạp hơn. Các bạn để ý tất cả những điểm này cô đọc cho các bạn nghe, bởi vì ở đây sẽ là cái nền tảng để chúng ta sẽ lựa chọn từ ngữ để chúng ta có thể ghi điểm được tốt nhất trong bài thi mô tả hình ảnh này nha. Tiếp theo nữa là cấp độ C1. C1 tương ứng 130 đến 150 điểm Duolingo ha, và cấp độ là band 8 là số 8, band số 8 ở trong bài thi IELTS. Cấp độ C1 là cấp độ nâng cao 1. Có thể hiểu và nhận biết hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng, có thể diễn đạt một cách trôi chảy tự nhiên mà không gặp phải khó khăn trong cách diễn đạt, có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả, phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn, có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ câu và các công cụ liên kết. Từng cái chữ ở đây nó đều có ý nghĩa cho các bạn. Ví dụ như là ở đây ha, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết, thì các bạn một lát nữa khi chúng ta ôn luyện á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cô có sử dụng khá là nhiều những từ ở cấp độ là B2 hoặc C1 cho các bạn khi các bạn nối văn bản lại với nhau nha. Và các bạn nên nhớ cái điểm ở đây ha, cái nội dung này cũng sẽ được trình bày xuyên suốt qua trong cái bài viết về một cái chủ đề nào đó hoặc là nói một chủ đề nào đó nha. Tiếp theo cấp độ là từ 100 đến 125 điểm. Bạn nào đang có cái mục tiêu của mình ha, điểm mục tiêu của mình là 100 cho đến 125 điểm thì các bạn chú ý ở đây. Đây là cấp độ B2 là trung cấp 2. Ở cấp độ này bạn có thể hiểu ý chính của những văn bản phức tạp, kể cả chủ đề trực quan và trừu tượng luôn, bao gồm thảo luận chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn của bản thân nữa. Có thể tương tác trôi chảy và tự nhiên ở mức độ đủ để giao tiếp thông thường với người bản địa mà cả hai bên không gặp khó khăn gì. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau. Các bạn chú ý điểm này nha, rất chú ý nha. Dĩ nhiên đến bài viết về topic thì cô cũng sẽ nhắc lại cái nội dung này, nhưng chúng ta chú ý ở đây để chúng ta có thể có những cái sự lựa chọn về từ ngữ và cấu trúc ngữ pháp tương thích. Rồi với những ai mà có target điểm á, có mong muốn điểm từ 60 đến 95 điểm thì các bạn lưu ý nè. Cấp độ B1 là trung cấp 1 là từ 60 đến 95 điểm. Những bạn này có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, vân vân. Xử lý được hầu hết các tình huống có thể phát sinh khi đi tới vùng sử dụng cái ngôn ngữ này. Có thể viết đoạn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả các trải nghiệm, các sự kiện, ước mơ, hy vọng, hoài bão và có thể đưa ra lý do và giải thích cho các ý kiến cũng như các kế hoạch này. Thì đây chính là các bảng so sánh điểm ha. Rồi. Mình có thể đánh giá được ha, mình có thể đánh giá được đó là mình nên lựa chọn cái từ ngữ như thế nào. Thì các bạn thấy phần lớn các bạn đến luyện thi á, thì các bạn sẽ mong muốn ở cấp độ là 95, 100, trên 100 trở lên, có nghĩa đâu đó ở cấp độ B1, B2 các bạn ha. Vậy thì chúng ta cần phải sử dụng cái ngôn ngữ là ở B1, B2. Rồi, đó là về vấn đề từ vựng, mà từ vựng này sử dụng như thế nào, B1, B2, C1, C2 như thế nào thì vô bài gọi là bài ví dụ đi ha, và những công thức tiếp theo cô sẽ hướng dẫn.